Trước những giá trị, lợi ích mang lại từ chương trình OCOP trong việc phát triển kinh tế nông thôn, từ nội lực và gia tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp tại địa phương, thời gian qua huyện Kim Động đã tích cực triển khai và đa dạng hóa các sản phẩm OCOP, tạo bước tiến mạnh mẽ cho các chủ thể hợp tác xã, doanh nghiệp tại địa phương. Với mong muốn khẳng định thương hiệu, đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước, quốc tế và hơn hết là đa dạng kênh bán hàng đến gần hơn nữa với người tiêu dùng. Năm 2022, với sự hỗ trợ của địa phương, ngành chuyên môn, công ty 18 tháng 4 có địa chỉ tại xã Thọ Vinh đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia xếp hạng chương trình OCOP với bộ 5 sản phẩm. Kết quả, cả 5 sản phẩm được xếp hạng 4 sao, do đó doanh số bán hàng tăng lên từ 20 đến 40%. Đây cũng là sản phẩm công nghiệp nông thôn đầu tiên của huyện Kim Động tham gia đánh giá xếp hạng OCOP. Từ khi mà công ty có công nhận sản phẩm OCOP thì sản phẩm và hàng hóa bán rất chạy. Nhất là đầu năm 2023 sang xuân mới thì công nhân thường xuyên làm liên tục. Đây là cái hiệu ứng của các cái sản phẩm OCOP mà khi công ty đã được công nhận. Giai đoạn tới thì công ty sẽ tiếp tục duy trì và phát triển. Số lượng công nhân tăng, sản phẩm tăng, chất lượng quý hơn vàng. Doanh nghiệp đã có những trang mạng để quảng bá sản phẩm của mình. Từ năm 2021, hợp tác xã rượu Thành Nhàn, xã Nghĩa Tân, huyện Kim Động không ngừng đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại như hệ thống chưng cất, nồi hơi và chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, bao bì để hướng đến mục tiêu tham gia đánh giá và nâng hạng cho các sản phẩm còn lại trong năm 2023. Là sản phẩm đã có thương hiệu tại địa phương, song việc tham gia đánh giá xếp hạng OCOP đã giúp cho sản phẩm thuận lợi tiêu thụ tại các thị trường cao cấp và không bị ảnh hưởng bởi các loại rượu trôi nổi trên thị trường. Chương trình mỗi xã có một sản phẩm OCOP là một chương trình vô cùng ý nghĩa đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như hợp tác xã rượu Thành Nhàn chúng tôi. Tôi đưa ra thị trường, mọi khách hàng rất tin tưởng, tin dùng vào cái sản phẩm OCOP của chúng tôi đã có uy tín, chất lượng như thế nào. Đến nay, toàn huyện Kim Động đã có 32 sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó 12 sản phẩm đạt xếp hạng 4 sao. Bên cạnh nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp truyền thống của huyện như cam, chuối, nhãn, quả tươi, nhóm các sản phẩm thực phẩm, đồ uống và đồ lưu niệm, sản phẩm công nghiệp tiêu thụ công nghiệp cũng được huyện đẩy mạnh phát triển với đa dạng các mặt hàng và dòng sản phẩm cụ thể phục vụ thị hiếu của người tiêu dùng. Việc phát triển đa dạng hóa các sản phẩm OCOP đã giúp huyện Kim Động phát huy được thế mạnh của từng địa phương, không gói gọn trong một hay một vài nhóm sản phẩm, và quan trọng nhất là gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế xã hội toàn diện và bền vững.